Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc rồi các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật, thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Tô mò đây các bạn nha. Là một cái đi tìm màu xanh các bạn. Màu xanh của mình đâu ấy các bạn. Đây là màu xanh. Ê! Chị đây! Có nhà đâu? Không hiểu vậy? Chả có ai nhà đâu. Có mỗi con mi cái thằng kia đang làm rồi, có 12 người thôi. Anh chắc anh Kiên, con biết anh Kiên. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Vậy là mình đây tô màu xong nha các bạn nhé.